Thưa cho con hỏi, nghề cúng mà khuyên người ta làm thiện thì có phải là nghề nghiệp chân chánh không? Ông con trước còn sống làm nghề này và lúc trước lâm chung ông con bị liệt thần kinh không biết gì, cứ liếc lên xuống nhìn rất khổ. Nếu tâm cận tử lâm chung như vậy có tốt hay không? Có, chúng ta cần phân biệt ha. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen. Nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Cái việc mà làm nghề cúng á, là việc của nghề cúng. Còn cái việc mà khuyên người ta làm thiện á, là cái phước của việc khuyên người ta làm thiện. Cái việc mà khuyên người ta làm thiện thì bản thân nó là nghiệp lành. Còn cái nghề cúng á, hỏi quý vị hỏi mà nó có phải là nghề nghiệp chân chánh hay không đó, thì chúng ta phải xem qua bài kinh Sa Môn Quả đó là gì. Thứ nhất á, là chúng ta cần phải hiểu cúng là cúng cái gì. Cúng là cúng cái gì? Ví dụ như chúng ta làm các khu lễ tế đàn, làm những cái lễ cúng với cái ý nghĩa gì? Cái việc cúng đó có đúng pháp hay không? Phải phân tích rõ cái việc cúng đó có đúng pháp hay không. Thứ nhất là cái mục đích ha. Thứ nhất là cái mục đích. Cái thứ hai đó là cái đối tượng. Đối tượng mà để cúng đó, thứ nhất là cái người mà thọ nhận cái vật cúng đó là người có đức hay là không có đức độ, có đức độ hay không có đức độ. Rồi cái người mà tổ chức, cái người mà làm ra cái buổi đó là người có đức độ hay không có đức độ đó. Rồi trong cái buổi lễ cúng đó đó có làm những cái gì thiện hay không, ví dụ như có bố thí hay không, có thuyết pháp hay không, hay là trong cái lễ cúng đó, đó người ta lại làm các pháp bất thiện như là đi giết giết mổ, ví dụ như là chúng quý vị giết gà để mà đem lên cái mâm cúng, hoặc là giết heo để đem lên mâm cúng, hoặc là nhậu nhẹt, ví dụ như là đem rượu lên để mà cúng kiến đó, thì đó là bất thiện. Thành ra cụ thể cái cúng như thế nào nó mới quyết định, chứ còn bản thân nói không á, thì nó chưa có đủ. Rồi bản thân cái sự cúng đó có đúng chánh pháp hay không, nó là một cái vấn đề rất là lớn ha. Thành ra nếu mà hỏi nghề cúng thì sư không chắc, tại vì mình không có đủ thông tin để biết là cái người mà làm cái nghề này đó, có nghĩa là họ làm các cái buổi lễ tế lễ đó, thì có đúng pháp hay không, hay là không đúng pháp. Hơn nữa nói tiếp là nói đến cái phần mà cái gọi là cái lợi nhuận mà vị đó nhận được. Cái lợi nhuận mà vị đó nhận được á, là nhận được nhờ vào cái là cái gì, đó là cái gì, đó là người ta trả công. Ví dụ như là mình làm lễ mà người ta trả công nhé, thì nó chỉ là một cái cuộc mà mua bán thôi, nó chỉ là cái một cái cuộc mua bán thôi. Còn nếu như á, mà người ta kính lễ, người ta cúng dường á, thì đó là người ta bố thí bằng niềm tin, người ta cúng dường bằng niềm tin. Thì chúng ta phải tự xét coi là mình có đủ cái đức mà mình nhận cái đó hay không, mình có tu tập hay không, mình có xứng đáng để mình nhận cái đó hay không, phải xét lại đó. Rồi trong kinh Sa Môn Quả đó có nói đó, có những trường hợp đó mà nhận nhận đồ ăn, nhận những cái vật phẩm của cư sĩ mà lại đi làm những cái pháp bất thiện, ví dụ như đi xem bói, coi ngày giờ, coi chỉ tay, hoặc là đi chơi bời đàn điếm, hoặc là đi lại với còn lấy vợ rồi sanh con, rồi đi lại với người nữ, rồi chìm đắm trong tham ái, thì những cái đó nó sẽ tạo nên các ác nghiệp. Thành ra đó cái này thì nó thiếu những cái thông tin, cho nên là sư không có nói cụ thể được, nhưng mà bằng những cái mà sư cung cấp cho quý vị đó, quý vị có thể xét coi là trong trường hợp cụ thể của chính quý vị đó thì nó là chân chánh hay không chân chánh ha. Rồi khi mà lâm chung á, mà khổ á, khi bị lâm chung mà bị hành hạ, bị đau khổ đó,
thì cái tâm cận tử nó là tâm bất thiện. Nếu mà vị đó không có tu tập tứ niệm xứ, mà sư e là có lẽ là trong trường hợp này vị này cũng không có biết tu tập đâu, không có tu tập tứ niệm xứ, không có tu tập các cái đề mục thiền định, không có tu tập theo bát chánh đạo, thì cận tử lâm chung bằng cái tâm bất thiện như vậy đó, thì khả năng đi xuống nhiều hơn đi lên.